Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu, cách tô cây nấm trong Merrybot này. Hãy cùng tô với mình nha. Đối với này thì mình sẽ dùng màu nâu. Này mình dùng màu vàng nha. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Áo này mình tô màu xanh này.
ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tông màu rồi tiếp theo.